Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao 24/7. Tối qua, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 đã chính thức khởi tranh với buổi lễ khai mạc ấn tượng và giàu cảm xúc. Niềm vui của người hâm mộ càng trở nên trọn vẹn hơn khi ngay sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại giải đấu năm nay. Lễ khai mạc của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 đưa khán giả lần lượt đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đầu tiên là những điệu nhảy trẻ trung, hấp dẫn và hiện đại, mang hơi thở của thể thao. Sau đó là những làn điệu dân ca ngọt ngào của nghệ thuật bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận, một niềm tự hào của Quảng Nam. Cả hai phong cách trẻ trung và truyền thống cùng nhau tôn lên tinh thần của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019, nơi giao lưu của những nền thể thao và văn hóa. Đây hứa hẹn sẽ là một tuần lễ đáng nhớ với người hâm mộ tỉnh Quảng Nam và khán giả truyền hình cả nước. Sau lễ khai mạc đầy trang trọng và ý nghĩa, trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch. Đối thủ là đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Trước sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Tỷ số các set là 25-14, 25-17 và 25-20. Lúc 19 giờ ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp câu lạc bộ Antay của Kazakhstan.